Sau nhiều năm học hỏi kinh nghiệm nuôi chuồn hương, tháng 8 năm 2023, anh Hoàng Văn Vũ ở thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên đã đầu tư hơn 700 triệu đồng để xây dựng hệ thống chuồng trại, thả nuôi 40 con chuồn hương sinh sản. Theo anh Vũ, chuồn hương là loại dễ nuôi, ít dịch bệnh và cho thu nhập cao. Bình quân một con chuồn cái sinh sản mỗi lứa từ 3 đến 6 con, một năm khoảng 2 lứa. Mỗi cặp chuồn giống 45 ngày tuổi có giá hơn 10 triệu đồng. Chuồn hương thì sẽ đưa lợi nhuận rất cao. Một cặp chuồn đẻ đã thì 45 ngày mình sẽ bán ra thị trường là khoảng 10 triệu đồng trên mỗi cặp. Hiện nay đầu ra đang rất ổn định. Thị trường mình thì chủ yếu là bán các trại nhỏ lẻ và các trại lớn thu về để làm con giống. Từ chăn nuôi bò, năm 2022, gia đình chị Phan Thị Thủy ở xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên đã chuyển hướng sang nuôi hươu. Từ 5 con ban đầu, đến nay gia đình chị đã phát triển lên 20 con. Theo chị Thủy, đây là đối tượng nuôi mới tại địa phương, tuy nhiên hiệu quả kinh tế mang lại đã thấy rõ. Hươu thì đợt ý cùng chỗ thu nhập cao hơn thì bắt chuyển sang nuôi hươu. Hươu được ý thì chúng tôi để cắt nhúng thu nhập nhúng được, còn hiếu nại thì sinh sản thì lại mở rộng mô hình ra. Là địa phương chủ yếu sản xuất nông nghiệp, thời gian qua huyện Cẩm Xuyên đã khuyến khích người dân phát triển các giống cây con mới. Hiện toàn huyện có 1.535 mô hình kinh tế, trong đó rất nhiều mô hình mới như nuôi dúi, chồn, hươu, tôm càng xanh, cá chim vây vàng, trồng sâm bố chính. Để các mô hình mới phát triển, huyện Cẩm Xuyên đã hỗ trợ người dân một phần về giống, thức ăn và kỹ thuật nuôi trồng. Huyện đã tập trung các cơ chế chính sách để hỗ trợ bà con một phần về giống, về vật tư để phục vụ sản xuất, từ đó để xây dựng các cái mô hình kinh tế. Và trong những năm qua thì trên địa bàn huyện, từ các chính sách của huyện thì đã có nhiều cái mô hình kinh tế mới, nó mang lại cái hiệu quả kinh tế khá rõ, như là sản xuất lúa hữu cơ, nuôi các cái đối tượng mới như tôm càng xanh, nuôi cá chim vây vàng. Ngoài phát triển các mô hình mới, hiện nay người dân huyện Cẩm Xuyên tiếp tục chú trọng áp dụng quy trình sản xuất sạch, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân.